khốn cho các người. Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, chúng ta đã từng hơn một lần nghe Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến cái tác hại của gương xấu. Dầu Chúa nói rằng không thể nào tránh được gương xấu, bởi vì cái thế giới này hiện nay như thể là sống chung với cả cái tốt và cái xấu, cái thiện cái ác, nó luôn luôn nó đối đầu và bất phân thắng bại. Rồi nhiều khi thiện ác nó lại lẫn lộn, nó lại tráo trở như thế nào đó, như nhân vật hai mặt. Và chúng ta biết đằng sau của những cái tình trạng bi thảm này, nhân loại vẫn tiếp tục là nạn nhân, đó chính là ác thần. Cái điều mà Thánh Phaolô ở trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Tesalonica đã dùng cái cụm từ là mồ nhiệm ác tà. Tuy nhiên Chúa Giê-xu cũng đã hết sức nghiêm khắc lên án những người nào gây ra gương xấu, lại gây ra gương xấu cho những anh chị em bé nhỏ trong cộng đoàn, trong đàn chiên của Chúa. Bé nhỏ không những là ở cái vấn đề thể lý, ở tuổi tác, ở cái sức lực, mà còn quan trọng hơn, bé nhỏ ở chỗ là họ không có được hưởng những cái điều kiện giáo dục, không được đón nhận cái việc đào tạo đức tin, không được ở trong những cái môi trường thuận lợi để thực hành lời Chúa, và nhất là không được cái quan tâm đầy đủ từ những người có trách nhiệm như cha mẹ, thầy cô hoặc là các chủ chăn trong hội thánh. Những anh chị em bé nhỏ này không phải chỉ là đáng thương, nhưng họ là những cái người có đầy đủ cái quyền lợi, có đầy đủ cái tư cách để đòi hỏi chúng ta, những người trong cộng đoàn, nhất là những người đã được chỉ định làm phụ huynh, làm thầy dạy, làm chủ chăn, cung cấp cho họ đầy đủ lương thực thiêng liêng là lời Chúa, là giáo huấn của hội thánh, là tất cả những gì cần thiết để cái đời sống tâm linh của họ được trưởng thành, không còn mãi mãi là sống ở trong những cái khái niệm hết sức sơ đẳng, hết sức ấu trĩ, nhiều khi có thể cũng là do lỗi, cái sự thiếu sót, do những cái sơ khoáng của những người có trách nhiệm. Những cái chủ chăn không có dâng lệnh Chúa để cho chiên được ăn cỏ xanh, được uống nước sạch và được chăm sóc đầy đủ những cái nhu cầu của họ để họ trở nên ốm đói, và khi mà họ đã đói thì họ có thể ăn phải những cái cỏ độc. Do đó, điều mà Chúa Giê-xu
cảnh cáo một cách rất nghiêm khắc cho những ai gây nên vấp phạm, gây nên gương xấu cho những anh chị em bé nhỏ, thật là nặng nề. Ngày hôm nay trong cái xã hội, có lẽ một lần nữa chúng ta lại sẽ tràn đầy những cái gương mù, gương xấu. Mà phần lớn chẳng những là do vô tình mà còn hữu ý của những bậc phụ huynh, của những bậc thầy, những cái bậc chủ chăn. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh ở trong các gia đình cha mẹ vì muốn cho các cái đứa con bé nhỏ của mình nó không có làm phiền hà để mình có thì giờ hay là mình có bận tâm làm chuyện khác, thì đã dễ dãi đưa cho các cháu bé đó thí dụ một cái điện thoại thông minh, rồi bật lên những cái chương trình game cho các em chăm chú vào đó. Rồi người ta không để ý rằng có sự có mặt của các em bé, của những đứa con của mình, họ nghĩ nó là con nít không biết gì, để rồi người lớn ngang nhiên trao đổi bàn bạc với nhau những cái chuyện của người lớn, đôi khi những chuyện hết sức khiếm nhã, không ngờ đã ghi, đã gieo vào đầu óc non nớt của các em những cái mầm độc hại, phá hoại cái tuổi thanh xuân của các em, và sau này còn có thể là kết liễu cái cuộc đời của các em. Làm cho thay vì gieo những hạt giống tốt thì người ta đã gieo những cái mầm độc hại, những cái mầm còn nguy hiểm hơn cả cái con siêu di Vũ Hán. Lời cảnh cáo của Chúa khiến cho tất cả chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm làm cha mẹ, làm thầy dạy, làm chủ chăn, phải xem xét một cách nghiêm khắc. Xin cảm ơn anh chị em.